Dạ, Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Tiếp tục với cái video 12 cây giá là 400.000 phí ship bên người mua trả dùm con nha. Cái video này hình như là nằm chậu C10 nha. Củ nào cũng to hết. Còn bộ cái video này là cây nằm chậu C10. Củ hàng rất là to luôn. Cái lô này rẻ nha cô chú anh chị mình tranh thủ mua nha. Đó. Củ to. Cây này không bị gót bo nha. Củ to. Rồi cây này thì nó có cái thẹo ở dưới này, mà nó đã mọc rễ rồi, mình trầm xuống thì cái cây nó vẫn bình thường. Cây này có tên là Long Thành nha cô chú anh chị mình. Long Thành. Khá là đẹp luôn. Cây này Long Thành. Long Thành vàng hả ta? Cô chú anh chị mình ơi, cây này là Long Thành vàng rồi. Long Thành vàng. Không phải. Cây này Long Thành nha cô chú anh chị mình ha. Rồi cây thứ 3. Cây thứ 3 này là Candy nha. Candy nha cô chú anh chị mình. Cây thứ 3 là Candy. Cây thứ 4 là Thiên Hương, nó bị gớt 2 bo. Nó bị khô ha. Gớt 2 bo, Thiên Hương cũ nằm chậu C10, rất là to luôn. Cái lô này về mình lấy cũ rồi mình cắt nhánh, cái này mình không lấy thì mình xả mình ghép lại. Quá trời to luôn, rất là rẻ luôn. Cây này thì không có bị gớt bo. Củ nằm chậu C10 rất là to. Cây này Tân Thành. Cây này Xuân Kỳ. Cây này củ đẹp ghê. Để lâu quá củ nó mềm, mình có thể bẻ rễ luôn. Muốn rễ luôn. Ở cây này củ đẹp quá trời luôn. Cây này vàng Dunham. Nói chung là mỗi cây là mỗi màu. Cái lô này cũng rất là đẹp luôn. Rồi, cô chú anh chị nào yêu mến lô này liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Phí ship thì bên người mua trả nha cô chú anh chị mình. Tại vì cái hàng này cây to và 12 cây nó trên là nó trên 25 kg, tầm 25 kg một nha cô chú anh chị mình. Đó thì cái phí ship là cỡ 100 mấy chục ngàn á. Mình gửi Phương Trang, Tô Châu thì xe Tô Châu thì phí ship nó sẽ rẻ hơn Phương Trang. Tại vì cái thùng này nó cũng hơi bự á. Rồi cái lô này 400.000 phí ship người mua trả giùm con. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo.